Thưa quý vị, cùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay với những thông tin nóng được chúng tôi mới cập nhật. Và liên quan đến vụ việc trực thăng Bell 505 chở khách tham quan du lịch ngắm cảnh Vịnh Hạ Long gặp tai nạn vào trưa ngày 6 tháng 4, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng đã xác nhận thông tin Tổng công ty bay trực thăng đã tạm dừng dịch vụ du lịch ngắm cảnh bằng trực thăng sau khi xảy ra tai nạn hoạt động bay trực thăng ngắm cảnh do Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện. Hiện công ty cung cấp tour hành trình bay ngắm cảnh tại nhiều địa điểm như Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Điện Biên. Trong đó, dịch vụ ngắm Vịnh Hạ Long, Đà Nẵng và Vũng Tàu được cung cấp quanh năm theo yêu cầu. Còn những điểm đến khác mang tính thời vụ. Đến trưa ngày 6 tháng 4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy hộp đen của máy bay trực thăng, đồng thời cơ bản trục vớt được các mảnh vỡ của chiếc máy bay này.